Bác sĩ là nó có thời gian với lại cái phần trình chiếu à, vì cái bài này cũng không phải là bài của tôi dạy, bài này là của Trần Linh à, và em đang có việc nên là để mình chờ cái bài của Trần Linh thì cái slide so với cái phần của mình soạn nó hơi khác à. Rồi bây giờ mình học các bạn nha à, các bạn bên 37 à, nếu mà các bạn muốn chờ qua đây thì các bạn nhanh chân ha. Rồi à, bài này là bài tổng hợp đàn cũ. Thì để học được cái bài tổng hợp đàn cũ này á thì các bạn phải nhớ lại được lý luận cơ bản, hệ tính nghiệm, phương pháp chẩn đoán à, thì các bạn phải học được bài tổng hợp đàn cũ. Giống như là các bạn phải học giải phẫu à, thì các bạn phải học sinh lý xong thì các bạn phải học được bài tổng hợp vậy nha. Bài tổng hợp đại cục này thì hệ tính nghiệm các bạn phải phải nắm ha. Cái phần ngũ hành các bạn còn nhớ không? Nhớ à, bài ngũ hành, bài ngũ hành của bạn ai vậy? Thầy Trí. Thầy Trí rồi à, bài lý luận cơ bản ha, hình như các bạn học ngũ hành chung với lý luận cơ bản không không à, lý luận cơ bản và bài chẩn đoán, bài chẩn đoán của con dạy đúng không à, rồi à, coi cái lớp bên kia thì mà sao quá khó ấy, người lớn ở đây ha. Các bạn nhớ được bao nhiêu phần trăm hai cái bài đó? 50%. 50%. Rồi 50% có hai hệ tính nghiệm các bạn còn nhớ không? Không. Cơ thể có bao nhiêu đường kính? Có 12 đường kính. 12 đường kính. Đủ chưa? Và 12 đường kinh đủ chưa bạn? Còn hai cái mà trong phần 6 đường kinh tay thì chỉ dạy cho mình là gì? Đốc mạch với lại nhâm mạch. Đúng rồi, còn nhâm mạch là đốc mạch của nha bạn nha. Nha các bạn đừng quên đốc mạch là nhâm mạch nha. Mặc dù 12 đường kinh nó hội tụ với nhau tại đốc mạch là nhâm mạch, nhưng các bạn đừng bao giờ quên đó cũng là hai đường kinh nha. Nên là khi ai hỏi thì các bạn phải trả lời là mấy đường? 14 đường nha. Gồm có 6 đường kinh tay, 6 đường kinh chân, đốc mạch và nhâm mạch nha các bạn nha. Tại vì hai cái đường đốc mạch và nhâm mạch mặc dù nó là 12 đường kinh hội tụ ra đốc mạch nhâm mạch, nhưng nó cũng là hai đường kinh riêng, tại vì có một số đường kinh đốc mạch và nhâm mạch không nằm trên đường kinh nào cả các bạn. Nên nó là hai đường kinh riêng, nên các bạn nhớ như thế đó nha. Để đi thi mà hỏi các bạn cơ thể có bao nhiêu đường kinh, tại các bạn có thể công tác đúng không? Hỏi các bạn trả lời 12 đường là cái địa điểm mà đọc dù thầy cô lúc đó không nói cho bạn biết là làm sao nha. Các bạn có thể nói 12 đường, nhưng có bạn theo bạn hỏi kể ra thì à em quên phần đó và nhân mặt nữa nha. Giờ là 14 đường nha bạn nha. Rồi 12 đường kinh thì cơ thể có lục phủ và ngũ tạng, các bạn để cho nghe ngũ tạng là gì bạn nào? Phủ tạng. Rồi có như thế nào bạn? Mạnh dạng nói lớn lên đi bạn. Nghe. Nghe em đó. Ngũ tạng. Tâm tứ trường. Tâm phế. Tâm phế. Tâm bào. Tâm bào cũng ngũ tạng tâm. Đang nói đến lục phủ tạng, không nói đến đường kinh nha. Đúng rồi, đang tâm thì phế thận năng đường kinh. Rồi, lục phủ. Lục phủ. Lục phủ là gì? Quan hệ tiểu lý với năm cái tạng đó là phủ. Và tiểu trường, đại trường. Bây giờ nói như vậy cho dễ. Gan thì quan hệ tiểu lý với cái gì? Đỡ. Tâm tiểu trường. Tâm tiểu trường. Tỳ vị. Vị hận. Bàng quang. Bàng quang. Rồi có gì nữa bạn? Phế. Phế đại trường. Phế đại trường. Còn một cụ nữa. Tâm bào quan hệ với lại
Vậy tâm tiêu là gì? Tâm tiêu là thần kinh. Bạn nào có đi học xấu được kinh nhân tôi đã giải thích tâm tiêu là gì đó. Mặc dù bài đó là đại trí nè. Tâm tiêu là gì bạn nhớ không? Vậy là chỉ có cái bài sao được kinh chân nữa. Mình dạy là không đi học rồi. Không nhớ cô. Không nhớ. Rồi, bài tập về nhà nha. Thôi tâm tiêu là gì? Ghi chú lại đi nha, một bạn rồi đó, có bạn có khó tập theo ghi chú lại nha. Bài tập đầu tiên ta kêu là gì, tạm gọi là bài tập số 1 nha. Rồi tí nữa sẽ có số n, thì tí nữa sẽ có cái tổ nha. 4 lớp ABCD luôn cô. 4 lớp luôn hả? Rồi mỗi lớp sẽ có một bài. Rồi, hôm nay mình học bài rồi, học bài cũ ha. Bài này là bài của thầy Vinh nha. Rồi, học tới đó mình sẽ ôn tập lại bài tới đó luôn nha. Nếu các bạn học tốt bài này thì coi như các bạn ôn lại để học lại hết kiến thức luôn nha. Mục tiêu của bài học. Bình này. À, mục tiêu của bài học là sau khi học xong bài này thì các bạn phải phân biệt được các bệnh lý và hệ thống các cơ quan nha. Hồi nãy đã nhắc được mấy cơ quan rồi, là cổ mô tạng nha, là mình bao nhiêu cơ quan? 11 cơ quan cơ thể ha. Trình bày được hệ thống chức năng của các cơ quan, nhưng nói 11 thì nghe nó nhiều thôi, thật ra là cơ quan là gì với nhau, biểu lý là gì, bạn hiểu không? Có quan hệ tương sinh tương khắc không buồn? Không phải quan hệ. Biểu lý là gì? Biểu là gì? Biểu là biểu hiện ở đâu? Biểu là biểu hiện ở đâu? Lý là gì? Bên ngoài. Nhớ các bạn, phần biểu là biểu bì đó. Nhà và gió là gì thế ha? Chứ thật ra biểu là những cái gì thể hiện ở bên ngoài và mới xâm nhập vào cơ thể. Ví dụ hư chứng ở thần chứng thì biệt hư chứng phần kết hợp với nó đến biểu ha. Bệnh ở biểu có nghĩa là bệnh đó là thần chứng hay hư chứng? Thực chứng. Thực chứng, đúng rồi, có nghĩa là bệnh mới có ha. Còn những bệnh hư chứng là những bệnh gì? Viêm mãn tính. Mãn tính nha. Những bệnh mãn tính là những bệnh ở phần nào của cơ thể? Biểu lý ở phần lý nha, có nghĩa là lý là những bệnh sâu bên trong nha. Vậy thì quan hệ biểu lý là quan hệ gì? Đúng rồi, quan hệ giữa bên trong bên ngoài, giữa bệnh mới xảy ra và bệnh có sẵn trong cơ thể nha, này nha. Rồi hệ thống được các chức năng nha. Rồi trình bày cách điều trị từng hệ thống cơ quan bằng thuốc và cho tốn. Cái này là cái khó nhất. Bắn một chân cùng luôn. Nha, muốn được cái này thì ngoài trình bày thì các bạn phải học luôn. Học phần gì? Thuốc và quẹt. Đúng không? Còn cái điều trị bằng những thuốc phải đã bạn học chưa? Thì cái gì vậy? Cho cái gì liệu lên. Học rồi đúng không? Rồi, có một số tài liệu tham khảo này ha. Thì các bạn có thể tham khảo thêm à. Thì các tài liệu của thầy Trung Thịnh là gần như là ở trong cái cuốn giáo trình của bộ môn, bởi vì các bạn là có đầy đủ cái tài liệu của thầy Trung Thịnh rồi ha. Gần như đến hệ thống đầy đủ ha. Còn các bạn có thể tìm nghe cái tài liệu của bạn Hồ Đại Quốc Thắng hay không ha. Thầy Đại Quốc Thắng là gần như là cũng là cái người là muốn cơ bản cho đồng nghiệp Việt Nam ha. Tính khí trong triết học. Rồi, mình vào bài hai bản này. Rồi, theo các bạn định nghĩa phí là gì? Phí là chức năng của cơ quan. Phí là chức năng của cơ quan. Đó là định nghĩa phí học. Đúng không? Còn các bạn hiểu, ví dụ các bạn chưa học hay ví dụ các bạn chưa đọc sách sách thì các bạn thấy phí là gì? Theo các bạn thì phí là gì? Mỗi ngày bạn hít thở cái gì?
cho nó có khí không? Rồi những cái đồ vật, cái mùi mà những cái đồ vật nó phát ra thì nó là gì? Nó có phải là khí không? Thôi có phải là khí không? Cây xanh nó quen thuộc nó thải ra cái khí oxy và cái CO2 đó phải là khí không? Dễ hiểu là gì? Rồi bài tập thứ hai khí là gì? Khí là chức năng của cơ quan. Bạn nào có tập ghi lại nha, để chúng tôi sẽ phân ra cho mỗi lớp và mỗi tổ lại nha. Rồi bài tập thứ hai khí là gì? Quay nó không hết được cái trực của ta. Bạn nào mà các bạn yêu lớp mà muốn có cái slide này á thì các bạn gửi mail cho tôi ha, tôi sẽ gửi cái slide cho các bạn. Đây là cái phần giảng của tôi thì sẽ chủ yếu để tập cho các bạn hiểu ha, chứ còn cái phần trong slide thì các bạn sẽ tự nhớ nhé, các bạn hãy tự tìm thôi ha. Rồi, chúng ta sẽ quan sát, đầu tiên chúng ta sẽ quan sát các hiện tượng trong tự nhiên như là mây, gió nè, từ cái hũ sinh tới cái vô hình, đúng không? Những cái hũ sinh là những cái các bạn có thể ngửi được, khí các bạn có thể thấy được không? Các bạn có thể thấy được khí không? Các bạn có thể thấy được khí không? Đúng, các bạn mắt thường là có thể thấy được khí không? Được. Ví dụ thở thì thấy mà chị lạnh thì thở ra khói, chị lạnh thì thở ra khói, thì các bạn sẽ thấy cái gì của khí? Cái sự hiện hữu của khí, đúng không? Các bạn hiểu một điều là khi mình thở ra thì cái khói là gì? Bạn là hơi nước, đúng chưa? Chứ chưa phải là khí, nhưng các bạn cảm nhận được sự hiện hữu của khí, đúng không? Có bạn nào đã từng thấy cái cảm giác là hai cái luồng không khí nóng là các bạn nhìn thấy ảo ảo mờ mờ chưa? Cảm giác mờ ảo chưa? Đúng rồi, đi đường nắng. Các bạn cảm giác như là làm sao có một cái bụng nước, các bạn thấy chưa? Thậm chí có một số không biết bạn nào đã từng thấy như là khi mắt bạn nhìn ra hẳn như thế này thì nó có luôn hai cái luồng không khí nó chạy vào bạn cảm giác mà nó giống như cái hình xoắn ốc đúng không? Vậy sẽ phân biệt được giống như là hai cái luồng không khí nó di chuyển ha. Đó là cái gì bạn? Sự hiện hữu của khí là cái mà mình có thể quan sát bằng mắt, bạn chỉ cần quan sát được, bạn cảm nhận được đó là sự hiện hữu của khí, nhưng đó là khí không? Các bạn nhìn thấy nó phải khí không? Không phải khí, nó hơi nước, đúng không? Nè, nên là khí là cái có thể nhìn thấy được không? Không nhìn thấy được nha, chỉ có thể ngửi được, đúng không? Bạn có thể phân biệt được cái mùi của khí này, mùi của khí kia, mùi của khí ga, đúng không? Mùi của anh nhé, đúng chưa? Các bạn có thể ngửi được. Rồi có nếm được không bạn? Có nếm được không? Có cảm nhận được không? Được. Ha, khí lạnh, khí nóng cũng nhận được, đúng không? Rồi. Nha, nói để các bạn hình dung được khí là gì trước nha bạn nha. Rồi. Rồi, cái định nghĩa từ cổ chí kim thì người ta đã có những cái định nghĩa và người ta đã có những cái nghiên cứu, đồng thời người ta có những cái lý luận lập luận về khí. Ha, ví dụ như từ thời Tần thì người ta cho rằng khí là một cái vật chất vô hình ha, mà mắt thường không nhìn thấy được, nó không ngừng vận động ha, là nguồn cấu thành nên vạn vật nha. Có nghĩa là mọi vật trên trời đất này có cái vật nào không cần khí không bạn? Có không? Cục sắt không cần khí luôn. Có cần khí không? Cục sắt không cần khí. Cần không? Cái em là cần không? Nó có bị ảnh hưởng tới khí không? Có. Có. À.
Nhưng mà nó đâu cần thiết chọn bại cô. Có nghĩa là theo em là nó tồn tại không cần thiết không? Và em bỏ vô cái môi trường không có phóng tiếng. Thì cuộc sống có ví dụ gì không? Nó sẽ là nguyên cái đó. Nó sẽ là nó. À, đó, như vậy thì nó là vô cái tiếng không? Nó có ví dụ gì không? Nó có ví dụ gì đó. Vậy nó tồn tại để làm gì? Vậy thì theo các bạn tìm hiểu được xem nhau và tìm hiểu được các chúng ta thực lý được xem là khi cuốn sách không có một cái ha, em sẽ phải trở lại của mọi quen nha. Các bạn nào có thắc mắc cho bạn hãy lên hiểu luôn nha ha, thì đó sẽ như thế nào nha. Rồi khi ha, ở thời đến thời hạn nha bạn, đến thời hạn thì tại sao tôi nói thì người được từ thời hạn và cổ đại, các bạn biết là tiếng học cổ truyền thì nó xuất phát từ Trung Hoa nhiều ha, đa phần là chịu ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa. Tiếng học cổ truyền của Việt Nam mình giờ cũng văn hóa Trung Hoa là cây đã của Việt Nam mình. Nếu các bạn không quên nguồn gốc một tí xíu ha, thì mình cũng xuất phát từ đạo bình hồn dân tộc Việt ha, xuất phát từ đạo bình hồn tốt từ Trung Quốc, bây giờ nó nằm ở khoảng miền Trung Trung Quốc. À, nó là khu vực miền Trung của Trung Quốc luôn. Từ từ mình dân tộc Việt nó bị gọi là các vị quan dạ từ từ xuống Việt Nam bây giờ ha. Nên cái nguồn cội cái gốc ha, theo tôi biết thì là cái phần học lịch sử của các bạn Trung Quốc bạn nào tuổi các bạn đến học ở Trung Quốc ở bên khu vực Nam Ninh và khu tự trị của dân tộc Trang ha, thì có học về Hai Bà Trưng và có học về Đại Công Quân Hậu Cơ luôn nha. Có nghĩa là lịch sử của họ luôn ha. Có nghĩa là ở đâu có người Việt là ở đó có Đại Công Quân Hậu Cơ. Rồi nói tiếp về tới thời Hán các bạn ha. Thời Hán khí là cái dạng vật chất nguyên thủy nhất nha, là nguồn gốc duy nhất ha. Và ở phần này thì các bạn sẽ có thể nghiên cứu thêm về cái câu là nguyên khí nhất nguyên luận ha. Rồi nguyên khí là gì? Một câu hỏi tiếp theo, nguyên khí là gì? Tôi nhớ là mình đã có giải thích cho bạn nguyên về là gì đúng không? Nguyên âm là gì? Nguyên dương là gì? Âm huyền của cái chữ nguyên là gì? Nguyên có nghĩa là gì? Là nguồn gốc là tạo đúng không? Đúng. Rồi gì nữa không bạn? Chữ nguyên khí là gì? Nguyên khí bắt đầu là cái gì còn nguyên đúng không? Chưa bị phân tán. Vậy thì cái khí còn nguyên nó gồm cái gì? Nguyên âm và nguyên dương. Gồm nguyên âm và nguyên dương đúng không? Nguyên âm và nguyên dương là gì? Nó vô nha, đi thi hỏi đó. Nguyên âm là gì, nguyên dương là gì? Rồi dương khí ha, khí thì có khí dương và khí âm. Dương tức là trời, còn âm tức là gì bạn? Đất nha. Rồi khí dương khí của trời thì sao bạn? Thì giáng xuống, còn âm khí thì thượng thăng. Các bạn có thấy trời mưa xuống thì cái hơi gì bốc lên? Hơi nước bốc lên, hay là người ta còn gọi là hơi đất bốc lên, đi đem một hơi đất bốc lên không? Thì cái đó là còn đó mình gọi là gì? Âm khí bốc lên ha, nha bạn nha. Rồi còn dương khí thì là từ trên trời sẽ phát cái gì xuống cho bạn hít thở? Oxy xuống đúng không? Đúng không? Các bạn nhớ là ra phải cái quyển tầng là nguyên của tầng ozone. Tầng ozone là gì? Là toàn oxy đúng chưa? Thì từ trên trời sẽ giáng xuống ha, thì từ cái khí giáng xuống là dương khí. Nhớ nha các bạn sẽ nhớ về âm và giáng nha. Cái chỗ này là dễ được lộn với âm dương á. À, hỏi khí giáng
cái gì, được cái gì đi xuống là phần âm đi là sai nha bạn nha. À, cái gì của bên dưới mới thuộc thuộc âm, cái gì của bên trên là thuộc thuộc dương. Đó là lý do tại sao cái phần lưng lại là phần dương, tại vì cái mặt trời chiếu xuống thì chiếu tới phần lưng trước hay tới phần ngực trước? Cái phần lưng trước đúng không? À, thì là phần lưng của mình là thuộc dương và phần ngực là thuộc âm, nhớ nha bạn nha. Rồi nhớ nha, và âm khí và dương khí giao hòa với nhau thì tạo thành vạn vật nha bạn ha. Vậy thì vạn vật là bắt nguồn từ từ khí nha. Các bạn sẽ phải hiểu cái khí ở quan điểm của y học cổ truyền khác với cái khí của vật lý nha bạn nha. Nó không đơn giản chỉ có oxy, CO2 và các chất vũ khí, ha, nó thành phần hóa học vũ khí đi, ha, nó không đơn giản như vậy nha bạn nha. Rồi hình thức, các hình thức tồn tại của khí thì vô hình, ở trạng thái vô hình thì khí nó luôn luôn vận động nha bạn, nó thường không nhảy xuống. Ở trạng thái hữu hình thì nó sẽ ở trạng thái là ngưng tụ ổn định. Ví dụ như là ở đây ghi là hình, này thầy ghi là hình là tinh, thì các bạn có thấy được cái này là gì không? Các bạn hiểu được hình là gì? Là hình hài của cơ thể của sinh vật, ha, của vạn vật, ha. Tinh là tinh chất nha bạn, khí nó sẽ hội tụ thành tinh chất của vạn vật nha. Rồi khí trong triết học thì trong triết học người ta định nghĩa khí là sự vận động thăng giáng tán tụ, à, cái này phải được giải thích nữa ha. Thăng giáng tán tụ bạn hiểu hết bốn chữ này không? Hiểu ha. Rồi sự vận động của khí thì sinh ra biến hóa, à, thì gọi là biến hóa, thì các bạn học các phương trình hóa học các bạn biết đúng không? A cộng b là c, à, hoặc là khi a sẽ tương tác với b thì nó sẽ sinh ra cái khí khí này khí kia, đúng chưa? À, rồi như vậy những hiện tượng như là sinh lão bệnh tử hay sáng trưa chiều tối thì nó đều thuộc cái gì vậy? Thuộc khí hóa, à, nó đều là do khí hóa mà ra, à. Rồi tới đây là đã hình dung được bản đồ của khí chưa? Nó rất là, đầu tiên là nó rất là rộng đúng không, thứ hai là nó rất là đa dạng, à, thứ ba là gì? Biến đổi không ngừng, hai ha. Ý học cổ truyền nói những cái hơi mông lung tưởng tượng đúng không, nhưng mà hiểu được không? Dạng bây giờ tới đây bạn hiểu được chưa? Các bạn hiểu được phạm trù khí nó là cái gì chưa? Cô có thể tóm tắt lại được. Rồi phạm trù khí, à, đầu tiên nó là cái các bạn có nhìn thấy được không? Nhìn thấy được không? Có. Nhìn thấy được nó thì nó rất tụ, nguyên tụ vậy. Đúng rồi, thì nó tụ nó tan, thì các bạn cảm giác mà nhìn thấy được nó, nhưng thật ra tôi thấy là khí nó không thể được, nhưng mà cảm nhận được nha, không nhìn thấy được, chỉ cảm nhận được. Các bạn nói là một số bạn có học thì thấy khó nó tay lên đúng không? Khó nó tay một kia thì bạn tưởng là bạn nhìn thấy khí mà nó không thể được, nó không đơn thuần chỉ có khí đúng không? Nó có hơi trong đó nữa, nó có tủ khí lại cho bạn như này đúng chưa? Rồi các bạn sẽ hiểu như thế này, hồi dạy tiếp tiền tới nữa bạn có nói rằng là sự vận động của khí là tiền đề cho khí hóa nha. Nó không có không có khí cơ cũng sẽ chẳng có khí hóa, và cũng sẽ chẳng có sự khí hóa thế giới, có nghĩa là thế giới này tồn tại là dựa vào khí, con người tồn tại là dựa vào khí, sinh vật tồn tại là dựa vào và nhờ có khí nha bạn nha. Rồi sự vận động của khí làm cho vô số sự vật phát sinh, à, và cũng là sự vật cũ tiêu vong nha, đúng không?
tiêu chi. Các bạn nghe nói là khi dương khí thoát ra hết cơ thể thì là chết, đúng chưa? À, như vậy thì là xuống cõi, phải không? Đúng chưa? Lúc đó là sẽ là những người người ta gọi là cõi, phải không? Cõi là cái cõi các bạn có thể thấy được không? Các bạn khi dương khí còn ngưng tụ thì cơ thể các bạn có thể thấy sao được không? Được không bạn? Không. Vậy thì một số cho bạn cảm thấy là gì? Người ta chỉ nhìn thấy ký ức của những người sống thôi các bạn. À, và mình thấy khi ví dụ như tôi kể một cái câu chuyện là ví dụ như cái ngã ba người nọ, à, mà cũng có một số người ta nghe là người ta có nhìn thấy ở đó có một cái người đang đứng lơ lửng chẳng hạn, à, à, một người một cậu bé hay là một nhóm gì đó đang đứng lơ lửng chẳng hạn, đúng không? Nhưng nó chỉ là mờ ám thôi, đó. Thì cái đó là gì? Là bạn nhìn thấy một người ta. Không phải nha bạn, theo một số phương pháp khoa học mới á thì là não mình phát ra cái sơ đồ gì, thời sinh, đúng chưa? Thì khi bạn chết đi thì cái điện não còn tồn tại không, cái sơ đồ sinh nó còn tồn tại không? Còn tồn tại. Và những người mà có sơ đồ sinh trùng khớp bạn thì sẽ mắc được cái tật xấu đó. À, đó là lý do tại sao khi mà người ta đi lại đó thì là đốt nhang, thì là có phải là khi đốt nhang thì nó sẽ tạo ra cái hơi nông hoặc cái khói, thì nó làm ra cái tần số nó thay đổi không? Thay đổi thì bạn không thể thay được, để không bắt được nó được. Để đến đó người khác nó sẽ thay đổi cái tần số nó phù hợp với người khác sẽ nhìn thấy, người khác thì đốt nhang cũng không nhìn thấy. Đó là vậy. À, à, để giải thích. À, sau đó là cái phương pháp giải thích cái vật lý như này nha. Rồi. Nếu như mà khí không còn tồn tại thì vũ trụ cũng sẽ không còn tồn tại nha các bạn nha. Các bạn thấy là cái vũ trụ nó tồn tại giữa cái tầng gì, người ta gọi là khí gì, khí quyển, đúng chưa? À, rồi khí thì nó có nhiều nghĩa các bạn nha. Ở trong vũ trụ thì nó gồm có cái vô hình và cái hữu hình ha. Còn trong hóa học nó là một chất hơi, à, trong vật lý thì người ta định nghĩa nó là năng lượng, ha, à, và trong y học thì nó là chức năng. Trong vật lý là năng lượng thì người ta có một cái học thuyết của về học công thức tương đối của Einstein. Các bạn nhớ cái E bằng mc bình phương không? Bạn nhớ công thức không? Rồi công thức đó là công thức gì? Đúng rồi, quan hệ giữa năng lượng và lực vật chất. Công thức E và mc bình phương của nhà học Einstein là giải thích cái đó là tính gì vậy? Đúng rồi. Ôi, nhớ kỹ dữ nào này, còn lý tốt nè. Rồi, cái đó trong cái đó cũng là một cái chứng minh cái sự tồn tại của vũ khí, đúng chưa? Các bạn tính được cái nguồn năng lượng, nghĩa là để tính được cái khí. Các bạn có cảm thấy không, biết bạn có nhận thấy được là cái khí đóng vai trò rất quan trọng, và khí là một cái năng lượng gì đó rất mạnh, các bạn thấy không? Người ta sử dụng những cái lực hút hoặc là những cái lực ép, ha, thậm chí cả những cái nồi áp suất hay là những cái piston chẳng hạn thì người ta cũng phơm, thậm chí nói cái gần như là cái quạt là các bạn làm thay đổi sự vận động của cái gì, của khí để tạo ra gió. À, hay là những cái khối xoay gió các bạn thấy đó, đúng không? Người ta tạo năng lượng từ gió, từ khí, đúng không? Người ta làm thay đổi sự vận động của khí, đúng không? À, khí cũng có một vai trò rất quan trọng. Trong y học thì khí là chức năng, ha. Vậy thì từ đó ta kết luận là đông y là một ngành y học về chức năng. À, y học cổ truyền là một ngành y học về chức năng, có nghĩa là người ta đi so sánh những cái chức năng của vũ khí để ứng dụng nó vào cơ thể. Các bạn học bài cũng mạnh rồi, đúng không? Thì có năm loại khí vừa ứng hay cũng mạnh. Có bạn nào kể được không? Là ta tiếp xúc mọc mọc là cái đó là chức năng.
Tôi chưa có hỏi gì. Năm màu nhớ chưa? Rồi, bố sao lại bổ mặt nha. Nhiều khi biết đâu hỏi thì hướng hỏi các bạn đối dụng tí vô hành và cho bài thi một bài diễn ra thì sao. Rồi, để mà bây giờ giải thích đó với các bạn thì cũng có thời gian nữa là học tiếp. Tinh khí trời đất, tinh khí của trời đất thì hóa sinh thành con, con người các bạn nha. Như vậy thì con người là một phần của vũ trụ của vạn vật ha. Rồi. Ở đây người ta có cái câu là nhân kim sinh, à khí chi tụ. À tụ thì tác sinh, tán thì tác tử. Này các bạn nha, có nghĩa là sao? Các bạn hiểu câu này chưa? Đúng rồi, khí khí tụ lại thì khí thì khí chi tụ lại bạn. Các bạn đang sống, ha, một người sống thì khí gì sẽ tụ lại? Khí dương, nha. Mà khi khí dương tán đi thì là sẽ chết. Vậy khí âm tụ lại thì sao? Chết nên độc lát. Khí âm có tụ lại không? Khí bình. Đúng rồi đó, mọi người biểu cái khí, khí âm bay lên. Đúng rồi, khí âm bay lên. Nên là nó có tụ không? Có tụ không? Nha, các bạn học được bài cái sự lực gì vậy á? Chứ mà học mà các bạn chỉ giao nhau cái bài này không nha, các bạn chỉ học bài thôi. Nha, rồi mình tiếp nha. Thì cái quá trình sinh hay là tử của mỗi con người thì nó đều là do sự tán hay là thủ khí hết nha. Do vậy nên người ta có một cái câu là phải bảo tồn nguyên khí. À, có nghĩa là các bạn phải làm những cái việc gì đó nó không ảnh hưởng đến nguyên khí của cơ thể. À, ví dụ như các bạn đi châm cứu. À, khi các bạn bị châm nha, các bạn là bệnh nhân thì là có ảnh hưởng đến nguyên khí của bạn không? Có làm tổn hại nguyên khí của mình để hút hay không? Học bài trang cứu thì được rồi. Có không các bạn?